Xin chào tất cả các bạn YouTube thích nuôi ong. Như video trước tôi đã cho các bạn xem biết cái thành công của tôi về nuôi ong trong cột điện, và đây là cái nắp thùng tôi vừa lúc sáng tôi vừa chét bô xi măng để nó không bị hở, và tối nay buổi tối cho nên là tôi muốn cho các bạn xem là cái tổ ong của tôi là bên trong nó như thế nào. Và đây là chú ong đực, đây cũng là chú ong đực. Cái cửa này tôi đã sửa lại, tức là nó bé đi, tức là chỉ con ong thợ nó vào được, và con đực nó ra, nhưng mà nó không vào được. Các bạn biết tại sao tôi lại làm cửa nhỏ thế nào không? Tôi làm thế này để cho nó con ong chúa ấy, tôi vừa thả tối hôm qua, để con ong chúa nó không ra được. Và đây cái thùng ong mà tôi video trước tôi đã giới thiệu cho các bạn là cái thùng hàng tôi làm tạm thôi. Và đây giờ tôi xin mở cái thùng ong của tôi cho các bạn xem ở trong là như thế nào. Các bạn đã biết cái thùng ong này tôi mới bắt cho nên là nó còn ít quân lắm. Đây là cái đĩa thức ăn, nên là không có ong mới, không có bánh tổn, tôi đã phải chọn ăn đường. Đây là cái đĩa thức ăn. Cái thùng của tôi là tận dụng cho nên là xung quanh cái thùng này là tôi có gắn xốp, bốn bộ ba mặt đều gắn xốp, mặt dưới và hai mặt ba mặt xung quanh. Còn cái vách ngăn này là tôi cũng làm bằng xốp luôn. Và giờ đây tôi mở cho các bạn xem nhé. Bạn thấy không, ong rất là đông, nhưng mà đông các bạn thấy gì ở trong kia, thấy gì không? Các bạn tôi lấy ngày hôm nay là ngày hôm chủ nhật, hôm nay là thứ sáu được 5 ngày. Hôm tôi lấy là hôm thứ sáu, hôm nay được 5 ngày, mà hôm mới 5 ngày mà tổ ong đã xây bánh tổ để đựng mật. Lúc nãy là tôi làm video là một mình vượt tay, một tay là dọi đèn và một tay là tầm điện thoại để quay, nên là không có ai ấy để tôi phải tắt đi.
Vừa nãy tôi vừa xem thì 5 ngày mà đã có ong nhiều quá nên là nó độc, nó dữ lắm, nó bay ra nó cắn. Giờ tôi đã đậy lại rồi, nhưng mà cái trong cái lúc mà tôi kiểm tra ong ấy thì là không thể vừa quay vừa dọi đèn vừa kiểm tra được, cho nên là giờ xong rồi tôi mới quay cho các bạn. Đây, bạn nghe thấy tiếng ong đấy, những con ong nó bay ra mà không vào được theo ánh đèn đấy. Và tôi xin đóng góp cái kinh nghiệm của tôi là tôi bắt ong chúa về, tôi nhốt vào đây 3 ngày. Sau 3 ngày thấy nó, ông thợ đi cho ăn đường và sau 3 ngày thấy nó đi làm bình thường, cho nên tôi đã thả chúa ra. Và đây đây là cái dụng cụ bắt chúa, nhốt chúa trong 3 ngày. Và đây có một con ong bay ra ngoài cái ánh đèn, giờ nó bù ở đây. Cái này nhốt chúa mà giờ nó bám vào đấy. Và đây cái đĩa thức ăn là tôi không cho ăn nữa, vì là 4 ngày 5 ngày rồi thì nó đã đi lấy được mật, cho nên là tôi hôm nay là tôi ngừng cho ăn, không cho ăn nữa. Còn các bạn muốn xem video sau thì hãy nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video sau của tôi sẽ làm. Video sau của tôi sẽ dự định làm vào ngày chủ nhật được nghỉ, tôi sẽ đi làm. Tôi sẽ quay lại những cái có một tọa ong ở cột điện nữa ở cạnh đấy, cạnh cái tủ của tôi bắt ở đây. Tôi sẽ làm một cái video là bắt tổ ong trong cột điện một lần nữa. Lần trước thì tôi bắt nhưng mà không xem, nó không quay lại video được, cho nên là lần này tôi sẽ đi bắt vào chủ nhật và tôi sẽ quay lại. Có bắt được hôm nọ chủ nhật tuần này có bắt được hay không thì tôi cũng chưa không rõ, nhưng mà chủ nhật này tôi sẽ quay lại cho các bạn xem cái quy trình của tôi là bắt ong ở cột điện là một cách nông dân, không phải là gì cả. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để chủ nhật này xem cái video của tôi sẽ làm như thế nào nhé, để bắt ong trong cột điện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn đăng ký để xem những video và của tôi sắp làm ra tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.